Em 23 tuổi, đang offline ở châu Âu, tiết kiệm được khoảng 600 triệu, lương dư mỗi tháng 30 triệu thì nên đầu tư mua đất ở Việt Nam hay mua chung cư để cho thuê đất thì nên mua khu vực nào với mức ngân sách như hiện tại? Em chủ yếu là đầu tư tránh tiền mất giá thôi. Nhà em có sẵn ở Sài Gòn nên không áp lực chuyện mua đất. Ok, đây là một câu hỏi của bạn làm việc ở bên châu Âu đúng không? Và bạn có một cái số tiền 600 triệu. Ở mỗi tháng bạn dư ra được khoảng 30 triệu. Bạn đang lăn tăn là nên mua đất nền hay là bạn nên mua chung cư để bạn cho thuê. Thì trong video ngày hôm nay thì Dũng sẽ giải đáp cái câu hỏi này của bạn. Và với cái số tiền như hiện tại thì bạn đang băn khoăn là bạn nên đầu tư đất hay nên mua chung cư để cho thuê. Mục tiêu của bạn là đầu tư. Câu trả lời ở đây mình muốn hướng bạn đến đó là bạn mua đất. Bởi vì mua đất thì nó mới có sự tăng trưởng về giá vốn. Còn bạn mua chung cư ở thời điểm hiện tại giá cũng đã rất là cao. Và chúng ta thấy rằng là chung cư thì nó sẽ mất giá trị đi. Có nghĩa là nó hao mòn khấu hao cái căn hộ đi. Các bạn thấy dòng tiền cho thuê ở Việt Nam đối với chung cư là rất là thấp. Do vậy là cái dòng tiền từ cái việc thu nhập chung cư nó không phải là con số lý tưởng. Và ví dụ bạn chỉ có 600 triệu thì bạn sẽ cần phải vay đâu đó khoảng tầm sẽ rơi khoảng tầm 2 tỷ rưỡi 3 tỷ nữa. 2 tỷ rưỡi 3 tỷ và nếu như trong trường hợp mà bạn lựa chọn chung cư ấy, bạn cho thuê thì không cho thuê ngay được. Bởi vì là bạn phải có đủ tiền thì bạn cho thuê. Vậy thì khi mà bạn cho thuê, ví dụ bạn mua một căn chung cư hạng trung bình thì bây giờ nó rơi tầm khoảng trên 3 tỷ rồi. Cho thuê được đâu đó chắc tầm chục triệu. Thì với 10 triệu thì bạn thấy rằng là 10 triệu mà khi mà chúng ta phải vay thêm khoảng 2 tỷ thì không đủ tiền để trả lãi. Và cái tăng giá vốn của chung cư thì nó không phải là cái lý tưởng. Phương án chung cư thì chúng ta loại đi. Còn nếu như mà bạn không muốn vay ấy, có một trường hợp nếu bạn không vay thì bạn có 6 triệu. Thì bạn có thể tìm các dự án uy tín và bạn mua trả 3%, còn lại thì trả góp theo dạng gì, trả dần. Và có hỗ trợ ngân hàng và chủ đầu tư hỗ trợ, ví dụ như gốc lãi trong vòng ân hạn khoảng 3 năm gì đó thì được. Thì trong trường hợp này thì ok. Còn nếu như bạn mà mua mà đủ tiền bạn cho thuê không phải là bài toán tốt. Câu hỏi là mua đất thì bạn mua đâu? Với 600 triệu thì bạn vẫn phải vay. Chúng ta thấy rằng là bạn có một cái số tiền khoảng 30 triệu một tháng. Vậy thì 30 triệu một tháng thì bạn sẽ đâu đó bạn sẽ vay được khoảng tầm 1 tỷ rưỡi. Trong phạm vi 1 tỷ rưỡi bạn cộng với số tiền 600 thì bạn có khoảng tầm 2 tỷ mốt. 2 tỷ mốt thì bạn có thể mua được một mảnh đất nền là bất động sản du lịch hay là bất động sản công nghiệp. Bất động sản công nghiệp thì bạn có thể hướng đến các tỉnh trong Bình Dương, Đồng Nai hoặc Bà Rịa Vũng Tàu. Còn với bất động sản du lịch thì bạn có thể hướng đến Phú Quốc, bởi vì Phú Quốc cũng là một cái địa điểm mà có cái giá hiện nay cũng là khá thấp dù là thị trường đang rất ảm đạm. Như vậy là gì ạ? Chúng ta thấy rằng là hai phương án. Thì phương án chung cư thì không, chúng ta không tính đến. Phương án với đất nền thì bạn nên chọn đó là Phú Quốc hoặc Bình Dương hoặc Đồng Nai hoặc Địa Vũng Tàu. Đấy là những khu vực mà với số tiền của bạn thì sẽ đáp ứng được cho bạn cái tiêu chí. Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì ạ? Việc chúng ta mua chúng ta phải kiểm tra, chúng ta đánh giá. Vậy thì tôi mua thì mua ở đâu? Mua ở khu vực nào? Giá bao nhiêu? Các bạn lưu ý nhé. Giá bao nhiêu? Và nếu như bạn cần hỗ trợ về vấn đề làm sao để chúng ta có thể đánh giá bất động sản trước khi mua thì hãy liên hệ với Dũng, Dũng có dịch vụ có thể hỗ trợ bạn điều này. Và chúc bạn sẽ lựa chọn được cái phương án đầu tư hiệu quả nhất. Xin chào bạn.